Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: người ta sẽ tra tay, bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù. Điều các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy, các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng, là chớ lo trước các con sẽ phải thưa thế nào, vì chính thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan. Mỗi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con. Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh thầy, nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền độ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Mến chào anh chị em. Nay dựa vào tin mừng thì tôi nói với anh chị em về vấn đề gọi là vấn đề tử đạo ngày xưa và vấn đề tử đạo ngày nay. Cái thánh tử đạo ngày xưa như thế nào và hôm nay chúng ta phải chịu tử đạo như thế nào? Trước hết là chúng ta nói về vấn đề tử đạo ngày xưa. Qua tin mừng của Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe đó, thì rõ ràng là nó ăn khớp từng câu từng chữ một với trường hợp, với hoàn cảnh của các thánh tử đạo ngày xưa. Ngày xưa các thánh tử đạo phải bị gọi là bắt bớ, bị đánh đòn, bị tra tấn, bị xử án và cuối cùng lại bị giết chết một cách đau thương. Khởi đi từ cái cuộc tử nạn đầu tiên của giáo hội là cái chết của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bị xử án, giác thánh giá bị đánh đòn đau thương và chết một cách dục dã trên cây thập giá. Và sau đó là cuộc tử nạn của các thánh tông đồ. Rồi tiếp theo đó là cuộc tử đạo của các người tín hữu giáo đoàn Roma. Trên 500.000 người của giáo đoàn Roma trải qua 300 năm dưới các triều đại của các hoàng đế Roma đã bị giết chết một cách đau thương. Và ngay cả giáo hội Việt Nam cũng vậy. Chúng ta vừa mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam, các bậc tiền bối của chúng ta anh dũng là thế nào và chịu đau thương là thế nào. Ngày nay được vinh phúc, các ngài được vinh phúc cùng với Chúa Giêsu trên thiên đàng. Đó là cuộc tử đạo ngày xưa. Bây giờ tôi nói về cuộc tử đạo của ngày hôm nay. Ngày hôm nay không còn cái việc tử đạo đổ máu và công khai như các thánh tử đạo ngày xưa. Nhưng mà trải qua những gian nan thử thách, dưới những muôn hình vạn trạng của xã hội ngày hôm nay, làm cho chúng ta lung lạc đức tin, lòng yêu mến trở nên phai nhạt và lòng trông cậy bị hao mòn. Nghĩa là tử đạo ngày hôm nay nghĩa là sao? Tôi nói rõ là nghĩa là đi ngược dòng. Mình đi ngược dòng, ngược dòng đời. Người ta chửi thề nói tục, mình không chửi thề nói tục. Người ta ly dị ly thân, người Công giáo không ly dị ly thân. Người ta nghĩa là kiếm tiền hay là sản xuất là thực ăn phẩm dơ bẩn, miễn là miễn có tiền, làm bất cứ cái gì dù là có hại cho xã hội người ta vẫn làm. Còn người Công giáo chúng ta không, sản xuất sạch, rau quả sạch, thức ăn sạch và biết bao nhiêu chuyện khác nữa. Chúng ta không có gọi là tránh những gọi là tệ nạn xã hội. Người ta cờ bạc, người Công giáo không cờ bạc. Người ta cá độ, người Công giáo không nên cá độ. Người ta
ma túy, sử dụng ma túy, người bệnh lương và cả công giáo mình, nhưng mà nhờ sự dạy dỗ của những người, của cha mẹ, nhờ sự nhắc nhở của các cha không dùng ma túy. Ma túy là con đường của sự đau khổ cho gia đình, cho xã hội, đau khổ cho chính bản thân mình, là mất đi tương lai. Mấy anh người công giáo chúng ta không làm, bởi vì chúng ta vẫn giữ luật Chúa. Ngoài ra chúng ta, người ta là mà ai giàu nấy ăn, ai khó nấy chịu, cứ lo làm giàu, không để ý tới người nghèo. Chúng ta người công giáo luôn luôn dạy phải biết yêu thương anh em như chính mình. Cho nên tuy là chúng ta không được giàu, chúng ta làm, nhưng mà với cả tấm lòng chúng ta yêu thương, và biết bao nhiêu cái cuộc từ thiện của giáo hội đã giúp đỡ cho những người nghèo trên toàn thế giới này. Đó, anh chị em thấy, thì chúng ta mà đi ngược dòng đời như vậy thì phải gian nan lắm, chứ không phải dễ đâu. Gian nan lắm. Người ta, người ta coi đi đạo là nghĩa là kể như là bị gò bó. Còn chúng ta giữ đạo, đi xem lễ, đọc kinh, cảm thấy vui mừng. Đi là chúng ta có sự là gian khổ, nhưng mà không phải là hy sinh trong một ngày mà cả một cuộc đời luôn. Các thánh tử đạo ngày xưa đau thương nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Còn chúng ta phải hy sinh chịu đau thương suốt cả một đời. Đó là tử đạo vậy. Vậy thì tử đạo ngày hôm nay chúng ta nhớ là chúng ta phải luôn luôn trung thành với Chúa. Ngày hôm nay giới trẻ cái là mất cái lòng thủy chung, nghĩa là các đôi hôn phối ly dị nhau quá nhiều. Người công giáo thì chúng ta không ly dị, ý đó là luật cấm đã chọn rồi thì dứt khoát là không bao giờ thay đổi. Thì chúng ta cũng đừng có bắt chước dân ngoại mà ly xa rìa Chúa. Chúng ta giữ nó trung thành với Chúa dù trong những hoàn cảnh gian nan khó khăn. Vì chỉ có khoảng lúc quãng đời chúng ta đi trong tâm tối, nhưng Chúa vẫn tin, một lòng tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, và một lòng yêu mến Chúa và trông cậy Chúa. Mỗi lần chúng con phải chịu gian nan như vậy là dịp chúng con để thao luyện đức tin. Chúng con tập đức tin con vững mạnh hơn. Mỗi lần chúng con chịu gian khổ như vậy là chúng con lập công, là chúng con được lập công để mà dâng. Chúng con không có làm gì to lớn để mà dâng cho Chúa, thì dâng những cái đau khổ, những buồn phiền của chúng con dâng cho Chúa, hợp cùng với Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá mà để đền tội cho chính mình và cho mọi người. Và mỗi lần các con chịu những đau thương, những khó khăn trong cuộc đời như vậy là dịp chúng con làm chứng và tỏ bày những nét sáng ngời của giáo lý của đạo Công giáo. Xin Chúa cho chúng con ngày xưa nói gương các thánh tử đạo ngày xưa đã anh dũng trung thành theo Chúa tới đến cùng, ngày nay cũng vậy. Xin Chúa nâng đỡ giúp con, giúp chúng con cũng biết giác thánh giá mà theo Chúa trong với hồng ân của Chúa ban, nâng đỡ chúng con để chúng con chu toàn bổn phận. Xin Chúa ban phúc lành cho tất cả mọi người chúng ta. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em và gia đình tang quyến thân mến, trong tập truyện Ngụ Ngôn của La Fontaine có kể một câu chuyện nói về một cuộc gặp gỡ giữa thần chết và một lão tiểu phu. Có một lão tiểu phu kia đang gùi một bó củi nặng ở trên lưng. Vì tuổi tác đã cao, phần vì bó củi nặng quá sức mình, lão cất bước đi một cách nặng nề, cố lê gót về căn lều rách lát của mình. Đau đớn và kiệt sức, lão đành đặt bó củi xuống. Có bao giờ cuộc đời lão có gì là sung sướng đâu, bánh mì thì không có mà ăn, làm lụng vất vả chẳng bao giờ được nghỉ. Thật là một đời người khốn khổ, lão than thở chết đi cho quách đi.
Khi lão đến nói muốn chết đi thì thần chết đến ngay, hỏi lão muốn chết hả? Và lão tiều phu sợ quá đã chối: không, tôi muốn gọi để nhờ ngài đến đặt bó củi lên lưng của tôi hộ tôi. Thì ra lão tiều phu trong câu chuyện ngụ ngôn nói trên vì cuộc sống quá cực, muốn than để chết đi, nhưng thật sự khi gặp thần chết thì lão lại sợ chết. Đời người ai cũng sợ chết, thế nhưng chết là một chuyện đương nhiên đang xảy đến hằng ngày cho con người. Như hôm nay, chuyện cái chết đã xảy đến cho ông Giuse Nguyễn Văn Từ thuộc giáo họ Ninh Phú. Ông qua đời tối hôm 26 tháng 11 vừa qua, hưởng thọ 66 tuổi. Tuy nhiên, với con mắt đức tin cùng với sự soi sáng của lời Chúa, chúng ta thấy rằng sự chết chính là một cuộc vượt qua đưa chúng ta ra khỏi cái đời tạm trần gian này để về nhà cha, bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Thật vậy, trong tin mừng chúng ta vừa nghe, khi mô tả lại cái chết của Chúa Giêsu, Thánh Sử ghi một chi tiết mà chúng ta cần chú ý, đó là khi Chúa Giêsu gục đầu xuống tắt thở, màn trong đền thờ xé ra làm đôi ngay chính giữa. Trong đền thờ Jerusalem có một bức màn ngăn cách nơi cực thánh và với phần còn lại của đền thờ, chiếc màn ngăn đôi. Nhưng khi Chúa Giêsu tắt thở, cái màn này tự nhiên bị xé ra. Chuyện gì đây? Trong một năm, chỉ có Thầy Thượng Tế mới bước vào bên trong nơi cực thánh một lần trong dịp lễ xá tội, còn dân chúng đứng bên ngoài. Dân chúng không được đến trực tiếp với Thiên Chúa, phải qua trung gian của các thượng tế. Nhưng với cái chết của Chúa Giêsu, bức màn này bị xé đi. Từ nay, con người đến với Thiên Chúa và không cần qua trung gian ai nữa. Chúa Giêsu là đấng trung gian, Ngài đã chết để nối kết chúng ta lại với Thiên Chúa và phục sinh để cho chúng ta được hưởng ơn làm con Chúa. Từ đây, người Kitô, nhờ người Kitô đầu tiên là nhờ Đức Kitô, là người đầu tiên vượt qua cái chết để tiến vào sự sống vĩnh cửu, thì mỗi người chúng ta đến với Thiên Chúa. Như vậy, cái chết của từng người không phải là một kết thúc bi thương, nhưng là một cuộc vượt qua cần thiết để xé đi cái ngăn cách của chúng ta với Chúa, để chúng ta trở về với cha của mình. Mỗi người, bất kể là nam nữ, già trẻ hay giàu nghèo, sang hèn, đó là con đường chung mà không ai thoát ra khỏi con đường này. Như thế, người tín hữu vào giờ Chúa gọi thì không còn lo lắng sợ hãi, nhưng tràn đầy niềm vui, vì đó là lúc họ được đoàn tụ với Thiên Chúa yêu thương, là lúc chúng ta đạt được cùng đích của cuộc đời mình. Đó là Thiên Chúa thực hiện điều mà trong bài đọc một tiên tri Isaiah đã loan báo: ngày ấy Chúa các đạo binh sẽ thiết đãi tất cả các dân ở trên núi Chúa một bữa tiệc, và người sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa lau nước mắt cuộc đời chúng ta. Ngài trả lại cho chúng ta cái quyền làm con Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta tiễn đưa ông Giuse, chắc chắn chúng ta nhìn lại phận người của ông. 66 năm trần thế, ông đã đau bệnh cả hàng chục năm nay. Ông luẩn quẩn ở trong căn nhà của mình với cơn bệnh tiểu đường, và căn bệnh đấy phá dần nội tạng của ông. Vì thế, ngày mà ông về với Chúa, chúng ta hiểu là một thời gian dài, ông đã cầm đèn đợi Chúa, người chủ đến, và cái đèn cháy sáng đức tin công giáo của ông cho chúng ta thấy ông đang đi về trong hàng ngũ các thiên thần.
Cầu xin cho ông hoàn tất cuộc đời vượt qua của mình trong ân sủng yêu thương, trong lòng thương xót đầy tràn của Chúa. Cầu cho tất cả chúng ta, ai cũng vậy, chúng ta trở nên những người gần gũi với Thiên Chúa và sửa soạn đèn dầu đời mình cho xứng đáng với tương lai. Amen. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trở thành môn đệ của Đức Kitô nghĩa là chúng ta được mời gọi bước đi trên con đường Đức Kitô đã đi. Đó không phải là con đường trải thảm, con đường của hoa hồng, nhưng đó là con đường thập giá. Đức Giêsu đó chẳng mời gọi chúng ta: ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo đó sao? Con đường Đức Kitô đã đi cũng là con đường của người môn đệ, con đường mà nơi đó người môn đệ bị loại trừ, bị thù ghét và ngay cả bị giết chết. Số phận của người môn đệ là thế. Những tông đồ của Đức Giêsu không chỉ được chia sẻ, vinh dự, loan báo tin mừng với Thầy Chí Thánh, không chỉ được vinh dự, chia sẻ đời sống của Thầy, mà các tông đồ còn được vinh dự đổ máu đào để làm chứng cho Thầy. Dọc dài dòng lịch sử Hội Thánh, biết bao vị thánh anh hùng đã tuẫn giáo, biết bao vị thánh đã can đảm hy sinh mạng sống của mình vì đức tin. Và chưa bao giờ máu của người Kitô hữu thôi đổ ra, chưa bao giờ người Kitô hữu thôi bị bách hại. Đây đó khắp nơi trên thế giới, chỉ vì tin vào Đức Kitô mà người ta vẫn đổ máu mỗi ngày. Máu đó không phải vô ích. Nói như giáo phụ Tertulliano, máu các thánh tử đạo làm trổ sinh niềm tin tôn giáo. Chính vì máu của các thánh tử đạo đã đổ ra, cho nên đức tin Kitô giáo càng được mạnh mẽ. Làm chứng không phải chỉ bằng lời nói, làm chứng không chỉ là đời sống, mà làm chứng ở mức độ cao nhất chính là hy sinh mạng sống của mình. Các thánh tuẫn giáo, các thánh tử đạo là những người đã anh dũng làm chứng cho Chúa Kitô. Các ngài xứng đáng được chia sẻ vinh quang của đấng đã chết và sống lại để cứu độ các ngài. Chúng ta tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin chúng ta lãnh nhận. Và hồng ân đó không phải là một quà tặng để chúng ta giấu kỹ, cất kín, nhưng là một hành trang để chúng ta dấn thân vào cuộc đời, có sóng gió, có khó khăn, có thử thách. Chúng ta xin ơn Chúa trợ giúp để chúng ta can trường trước những thử thách gian nan, để chúng ta mạnh mẽ trước những thách đố mà đòi hỏi một lời chứng của những người môn đệ. Xin hỏi chúng ta can đảm đối diện với những khó khăn mà không chùn bước, không thối chí, không bỏ cuộc, để chúng ta trung tín đến cùng với ơn gọi là con cái, là môn đệ của Đức Kitô. Xin ban cho con biết khát khao đi vào dòng nước Chúa, hân hoan lòng tin Chúa kính yêu cứu độ nhân thế. Xin cho tim con cháy sáng lên ngọn lửa hồng tình mê. Lạy Chúa, Chúa đã ban sức mạnh cho các thánh tông đồ, Chúa đã ban sức mạnh cho các anh hùng tử đạo, để các ngài
trung tín với Chúa đến cùng trên nẻo đường chúng ta. Xin Chúa cũng ban sức mạnh cho tất cả và từng khi tôi hữu chúng con, để chúng con cũng được mạnh mẽ, trung tín trong ơn gọi sống đời chúng ta của mình. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Băng qua nơi đồi cao, băng qua nơi chập trùng, ra đi anh người ơi, ra đi khắp mọi nơi loan truyền tin mới. Treo leo nơi đồi cao, tâm tư luôn bừng reo, ra đi với niềm vui, ra đi mang niềm tin và tin mê. Xin ban cho con biết khát khao đi vào dòng nước Chúa, hân hoan loan tin Chúa kính yêu cứu độ nhân thế. Xin cho tim con cháy sáng lên ngọn lửa hồng tình mê, cho con cao giao khắp muôn phương tin mừng nước trời. Bao la thắm rừng say, qua con suối lượn qua. Cứu độ nhân thế, xin cho tim con cháy sáng lên ngọn lửa hồng tình mến, cho con cao giao khắp muôn phương tin mừng nước trời. Vườn nương dãy chăm nom những chùm nho, thu gom lúa vàng thơm. Ra đi ơi người ơi, hăng say những thơ sai đi gặt hái. Xin ban cho con biết khát khao đi mở rộng nước Chúa, hân hoan loan tin Chúa kính yêu cứu độ nhân thế. Xin cho tim con cháy sáng lên ngọn lửa tình mến, cho con cao giao khắp muôn phương tin mừng nước trời. Xin ban cho con biết khát khao đi mở rộng nước Chúa, hân hoan loan tin Chúa kính yêu cứu độ nhân thế. Xin cho tim con cháy sáng lên ngọn lửa hồng tình mến, cho con cao giao khắp muôn phương tin mừng nước trời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi chúng ta hãy can đảm làm chứng cho Chúa. Thời của giáo hội là thời làm chứng. Ơn gọi của người Kitô hữu là ơn gọi làm chứng. Trước khi về trời, Đức Giêsu đã truyền cho các môn đệ: anh em hãy là những chứng nhân của Thầy, bắt đầu từ Jerusalem. Từ khi chúng ta đón nhận phép rửa, chúng ta được mời gọi để trở nên nhân chứng của Đức Kitô, nhân chứng cho một đấng đã chết và sống lại để cứu độ chúng ta, nhân chứng cho chính việc chúng ta được dìm vào trong nước thanh tẩy để chúng ta trở nên thủ tạo mới, trở nên con cái của ánh sáng. Nhân chứng vì những ơn vĩ đại chúng ta nhận được trong cuộc đời mình, đặc biệt là ơn thánh hóa, ơn thứ tha. Nhân chứng cho mọi người nhận ra lòng thương xót của Chúa trên chính thân phận tội lỗi mà mỗi chúng ta đang mang vác. Cho dù chúng ta bất chính, cho dù chúng ta yếu đuối, cho dù chúng ta lỗi tội đến đâu, thì Thiên Chúa vẫn tỏ lòng xót thương tha thứ. Đặc biệt trong bối cảnh của bài tin mừng,
Chúa nói đến người môn đệ cần làm chứng cho Chúa một cách mạnh mẽ trước mặt vua Chúa quan quyền. Hàng hàng lớp lớp những con người dọc dài lịch sử của Hội Thánh đã can trường dâng hiến đức tin, dâng hiến mạng sống, dâng hiến những gì quý giá nhất để làm chứng cho Thầy Chí Thánh. Quả thật, những tôi trung của Chúa, những vị tuấn giáo không chiến đấu bằng sức riêng, nhưng bằng ân sủng. Chính hồng ân Thiên Chúa đổ tràn trên cuộc đời của các ngài, nên các ngài kiên vững làm chứng cho Chúa Kitô đến hơi thở cuối cùng. Chính Đức Kitô đã nâng đỡ chúng ta bằng những lời đầy an ủi: anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào, vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thù của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Cuộc chiến ấy không chỉ với những thế lực bách hại đạo, mà lịch sử Hội Thánh ghi lại qua những tấm gương can trường của những vị tuấn giáo. Nhưng đó cũng là một cuộc chiến liên lỉ diễn ra hàng ngày trong đời sống của người Kitô hữu, diễn ra nơi những chọn lựa từng phút giây trong đời mình. Làm chứng cho Chúa, đó là một hành trình liên lỉ trải dài đời sống của người Kitô hữu. Chỉ có sức mạnh của Thiên Chúa trợ giúp, con người mới có thể chu toàn phận vụ cao quý này. Chúng ta xin ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần để mỗi người được trung kiên trong ơn gọi làm chứng ta. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Chúa đã mời gọi và chọn lựa chúng con để chúng con nên những chứng nhân cho Chúa. Xin ở chúng con mãi mãi trở nên chứng tá cho Chúa, để mọi người nhận biết danh Thánh Chúa, hầu họ được ơn cứu độ muôn đời. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến! Bài tin mừng hôm nay là một trong những diễn từ về ngày cánh chung. Trong đó, Đức Giê-xu mặc khải những dấu hiệu báo trước về ngày tận cùng như chiến tranh, loạn lạc, động đất, ôn dịch, đói kém. Nhưng trước khi có những thay đổi của trời đất như thế, thì người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù. Điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Nghĩa là trước khi thiên tai xảy đến thì đã có nhân tai. Quả thế, những cuộc bách hại đã được khởi đi ngay từ những ngày đầu khi giáo hội mới hình thành từ một nhóm các tông đồ. Và trong suốt dòng lịch sử hơn 2.000 năm, giáo hội công giáo không ngừng bị bắt bớ. Hàng hàng, lớp lớp, những con người trung kiên với danh Đức Giê-xu, trung thành với giáo lý của Thầy đã phải đầu rơi, máu đổ. Tác giả Herbert Workman rất có lý khi phát biểu rằng, giáo hội có lẽ đã không bị bắt hại nếu như giáo hội đã không quá hăng hái tích cực vâng theo mệnh lệnh của Thầy Chí Thánh là rao giảng tin mừng khắp nơi. Nhưng một khi Kitô giáo ngừng rao giảng tin mừng, thì khi đó không còn là Kitô giáo nữa. Còn Thánh Augustino thì cho rằng, cuộc sống con người là sự xung đột giữa hai tình yêu. Yêu Chúa đến độ khinh mình, hoặc yêu mình đến độ coi rẻ Thiên Chúa. Nếu tôi yêu mình đến độ coi rẻ Thiên Chúa, thì dĩ nhiên tôi sẽ bám víu vào những gì tôi cho là sung sướng ở trần gian, như tiền bạc, danh vọng, và khi bị bắt bớ, tôi bị mất tất cả. Lúc đó, bắt bớ bị coi là thất bại. Nhưng nếu tôi yêu Chúa đến độ coi thường bản thân, thì có bị bắt bớ vì Chúa cũng chẳng mất mát gì. Người ta có thể lấy tiền bạc, danh vọng, địa vị của tôi, chứ không thể lấy mất Chúa của tôi được. Và lúc đó còn là dịp để tôi rao giảng về Chúa cho họ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, là Kitô hữu và là môn đệ của Đức Giê-xu, chúng ta muốn sống giáo huấn của Thầy Giê-xu. Chúng ta chấp nhận lội ngược dòng để làm chứng cho Chúa giữa trần gian này. Vì dẫu sự bắt bớ và ngược đãi về mặt thể xác không còn gay gắt như xưa, nhưng những cám dỗ của các chủ thuyết vô thần muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống và đời sống chứng tá giữa đời, khiến chúng ta lắm khi phải chịu nhiều thiệt thòi. Tuy nhiên, dù những thử thách đó thế nào cũng không sánh sao được với phần thưởng vinh quang mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho chúng ta, và nhất là trong mọi cơn gian nan thử thách, chúng ta luôn có Chúa đồng hành và động viên. Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, Thầy sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt Cha Thầy. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy trung thành với lời Chúa dạy, để sống trọn vẹn giá trị của tin mừng, chấp nhận thiệt thòi phần xác để được lợi phần linh hồn, và nếu phải đánh đổi để đón nhận phần thưởng sự sống đời đời, thì hãy sẵn sàng, vì quê hương đích thực của chúng ta ở trên trời. Lạy Chúa Giê-xu, theo Chúa là bước vào con đường hẹp, là vác thánh giá đời mình với bao đau khổ và thử thách. Xin thêm sức mạnh và nâng đỡ chúng con, để chúng con có sức bước tiếp cuộc hành trình dương thế này, để ngày kia, chúng con được diện kiến Chúa trên thiên đàng. Amen. Trong nước mắt
đẹp thay những bước chân theo mong cứu Chúa, ôi đẹp thay những bước chân trao mong theo người. Ai gieo trong lễ đầu sẽ đắm trong vui sướng, ai gieo trong nước mắt sẽ về chưa tìm. Bao người đã hy sinh say tình Chúa, quên đi hình ly tượng thần linh muôn đời tôn vinh. Người đi trong nước mắt và người về trong câu ca, tay ôm bó lúa đồng mừng bao la. Đẹp thay chân treo mong cứu Chúa, ôi đẹp thay những bước chân trao mong theo người. Ai gieo trong lễ đầu sẽ đắm trong vui sướng, ai gieo trong nước mắt